Thanh Mai trân trọng đón chào tất cả quý khán giả xa gần đến với chương trình Luật pháp và xã hội được thực hiện bởi tổ hợp luật sư Đỗ Phủ và Anh Tuấn. À, tổ hợp luật sư và Đỗ Phủ và Anh Tuấn đảm trách à, hầu như tất cả các vấn đề liên quan đến pháp luật à, từ tai nạn thương tích cá nhân à, cho đến à, lập di chúc khế ước à, cho đến lập những cái à, à, thành lập công ty. À, và đặc biệt là trong vấn đề à, di trú thì di trú chúng tôi vẫn có hai à, loại di trú đó là những hình thức là à, bảo lãnh thông thường và nhờ thêm một cái mảng xã hội một cái mảng khác về vấn đề di trú nữa đó là chống trục xuất à, và luật sư Tha Nha Phạm là một vị luật sư trẻ tuổi à, đã cộng tác với văn phòng chúng tôi trong thời gian qua à, và luật sư trẻ tuổi này tuy là trẻ tuổi nhưng mà lại có thâm niên đáng nể và cái tỷ lệ thành công trong những cái hồ sơ chống trục xuất và hôm nay một lần nữa thanh mai rất là vui và hân hạnh trân trọng đón chào sự trở lại của luật sư tania phạm chào luật sư chào chị mai đó quý vị nhìn thêm phải phải luật sư trẻ tuổi không trẻ tuổi nhưng mà cái kinh nghiệm và bề dày kinh nghiệm là chuyên đóng trục xuất không hề nhỏ chút xíu nào à, luật sư tania anh, thời gian gần đây đó kể từ khi ông tổng thống biden đắc cử À, và trở lại khoảng chừng một hai tháng gần đây cái vấn đề nổi cộm với biên giới đó là sự à, xâm nhập à, liên tục và cái một, giống như trở thành một cái trào lưu à, việc mà di cư của những cái trẻ em ở biên giới thì ba à, tuần qua là vắng mặt luật sư thì hy vọng lần này luật sư trở lại có một cái sự đề cập với những thông tin cập nhật nhất à, những người mà cố gắng tràn vào mỹ và đặc biệt là số lượng trẻ em đúng rồi à, số lượng trẻ em dưới 18 tuổi thì yeah. khá nhiều và chỉ có ngay bây giờ thì chỉ những trẻ em như vậy thì mới được à, à, đặc biệt là được vô mỹ được xét xét đơn và ừ. được vô mỹ liền ừ. à, tại vì vậy cho nên cũng khá nhiều thay nha cũng có khá nhiều người à, những người thân chủ như vậy à, phần đông là từ El Salvador với lại Guatemala thì những đứa trẻ đó mà đã nhiều khi cùng đi với cha mẹ nhưng mà tại vì họ biết là những đứa trẻ đó sẽ được vô mỹ nếu mà đi một mình thì thì ngay, cho nên bây giờ uh, rất là nhiều đứa trẻ không có cha mẹ và uh, đến biên giới và xin thì nạn và được vô uh, vô biên giới rồi sau khi vô rồi á, thì được uh, đoàn tụ với lại gia đình của mấy đứa trẻ đó Ừ. Có khi nào vì biết cái chính sách uh, coi như là nước Mỹ hầu như không thể từ chối cái cái, cái uh, diện là trẻ em thì ừ. cha mẹ dắt trẻ em đến biên giới và thả nó ở đó. Dạ cũng có những cũng trường có. hợp như vậy. và yes. ừ. cũng có những trường hợp như vậy và có vài đứa nó rất là nhỏ. Dưới 10 10 tuổi cũng có nữa. Dưới 10 tuổi luôn. Dạ dưới 10 ừ. tuổi cũng có nữa. Thì đến biên giới xong rồi phần đông là có có người giúp nó để uh, qua cái hàng rào ừ thế thì vấn đề mà à, mặc dù là đến đó thả nó qua nhưng mà đâu phải là nó qua dễ dàng nhưng mà nó phải có những cái thủ tục gì đó à, ví dụ như à, tạm giữ một thời gian phải không à, luật sư dạ. rồi phải chờ thủ tục ở bên cho những người thân của nó ở bên trong nước mỹ đâu này kia thì cái thời gian để mà làm cái thủ tục để mà screen tức là thanh lọc đó thì mất khoảng bao lâu hả luật sư ha thì à, cái 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 luật đó là sợ um... Cái gì đó uh, border patrol là hải quan và và custom có chỉ được giữ những đứa trẻ này ở dưới 20, 72 tuổi 72 giờ, 72 tiếng. Giữ dưới 72 tiếng rồi sau đó phải um, đưa những đứa trẻ này đến Office of Resettlement, Refugee Resettlement, ừ. ORR có nghĩa là hồi đó nếu mà mình đi qua bên Mỹ này mà diện tị nạn á thì cũng là cũng hội hội Office of Resettlement, ừ. Refugee Resettlement cũng giúp đỡ để để đưa đưa mình um, kiếm nhà hay là kiếm chỗ ở, ở đâu vậy, đó, vậy đó. Như ừ. thì thì ra yeah, sau 72 tiếng thì những đứa trẻ này phải uh, đưa qua um, um, Office of Resettlement để người ta giúp uh, ừ. kiếm kiếm chỗ ở cho những đứa trẻ này dạ rồi thời gian sau khi kiếm chỗ ở xong rồi biết nó ở cái chỗ nào rồi thì bắt đầu mới làm cái thủ tục là liên lạc họ những đứa trẻ này nó sẽ liên lạc với thân nhân của họ trong đây rồi thân nhân làm thủ tục bảo lãnh thì bao lâu à, cái thời gian đó để mà trước khi đứa trẻ được chính thức vào mỹ một cách hợp pháp Dạ yeah, tại vì um những đứa trẻ này cũng đã qua nhiều cái khó khăn cho nên chính sách đó là không giữ nó quá lâu thường thường á, tha nhà qua kinh nghiệm của tha nhà thấy á, thì khoảng một tuần là là sẽ được đoàn tụ với gia đình Nhanh như vậy đó hả yeah, có một tuần già yeah. sau 72 tiếng dưới 72 tiếng là ở dưới lại customer Patrol sau đó chỉ có một hai ngày sau là người ta sẽ gọi thân nhân thường thường những đứa trẻ này á, nhiều đứa có vài đứa đi đi qua border không có biết cái gì hết chỉ có biết số điện thoại và tên của một người thân nhân thôi mm. mà nhiều khi nó nhỏ quá so cha mẹ uh, cột một cái 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 dây mm. trong cổ nó để nó không có quên. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi mm. khi mà khi mà gặp Border Patrol á, phần đông thì người ta biết tiếng mẹ. Mm. So so trẻ chỉ cần gọi điện thoại cho bà dì hay là bạn hay là cha, hay nhiều khi là grandmother, mm. ông ngoại bà ngoại thì thì sở di trú sẽ uh, mua một chiếc xe uh, bus ticket bỏ ừ. nó lên xe bus rồi cho, uh, cho nó đến chỗ nào mà thân nhân đang ở thân nhân có một cái một cái case ừ. thì uh, cái bà mẹ cũng ở đây khá lâu rồi ừ. rồi đứa con á, thì nó bên bên salvador cũng bị rất là nguy hiểm bị uh, ghen nó 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 ép và uh, phải đi bán bán drugs ừ. nếu mà Ông không bán phiền. drugs thì ừ. có thể bị giết Ừ. sau bà mẹ mới kêu nó qua thì nó cũng gần đây nó khoảng chừng hai tuần vừa rồi nó đến border rồi sau đó thì bà mẹ được liên lạc nhưng mà gọi gọi cái office resettlement thì nó hơi khó rồi đến cả tuần vừa rồi thứ bảy cái tự nhiên người ta gọi bà nói ồ oh, con của bà đang đi xe bus đến hai hai tiếng nữa nó sẽ đến bà <cười> <cười> dạ yeah. còn trước đó thì bà cứ gọi thoa cho hỏi bà nói sao rồi sao rồi à, Sao nó không kiếm được nó không kiếm oh, con tôi được, ra um. yeah, cũng tội bà vậy thì cho thanh mai hỏi những trường hợp mà những đứa trẻ như vậy đó thì người ta vẫn cần đến sự trợ giúp của luật sư hả? đúng rồi, ra yeah. so, so được thả ra nhưng mà cũng phải đi ra tòa với chú tại vì bây giờ khi mà đã được đoàn tụ với cha mẹ rồi á, thì sở di phải sở di chú sẽ gửi gửi giấy đến mời đi ra tòa để nộp đơn xin tị nạn ừ. thường thường những đứa trẻ này mà được thả vô trong nước mỹ á, là chỉ cái, cái cái luật là chỉ thả vô tạm thôi để ừ. cho nó được xin uh, nộp cái đơn để xin tị nạn ừ. yeah. rồi so... nếu mà như vậy đó tiếp tục là từ lúc 72 tiếng xong rồi là phải cho nó vô resettlement Uh -huh. uh, ok rồi sau đó trong vòng một khoảng một tuần uh -huh. được đoàn tụ với gia đình đúng rồi yeah. rồi sau đó là phải qua thủ tục hearing uh -huh, thì yeah. từ lúc mà nó đoàn tụ gia đình đến lúc mà rồi lúc đó nó là thân nhân của những đứa bé này phải tìm sự tìm. trợ giúp từ luật sư yes, yeah. thì từ lúc mà nộp đơn xin nó vẫn phải vô diện xin tị nạn bình thường giống như người lớn yeah. rồi từ lúc nộp đơn xin tị nạn trên lúc hearing là mất bao lâu nữa luật sư tùy theo tòa nhưng mà nhưng mà có thể ở đây ít nhất là 5 năm 6 năm mới xong hết một cái case dữ vậy đó hả như yeah. vậy là trong 5 năm 6 năm đó mặc dù là nó chưa được chính thức ở lại mỹ một cách hợp pháp theo thủ tục giấy tờ yeah. nhưng những cái đứa trẻ mà diện này đó vẫn được đến trường đi học chăng đúng rồi vẫn đi học tại vì đi học thì đâu đâu có đòi hỏi phải có giấy tờ đàng hoàng à. nhưng mà lúc mà mình nộp tị nạn xong thì 6 tháng sau là được xin thẻ đi làm thể đi làm thì có thể lấy cái social security number ừ. rồi từ đó lấy driver license rồi mọi thứ khác ừ. nữa yeah. nhưng mà thường những cái đứa trẻ này nó 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 nhỏ quá thì chắc là không có đi làm gì mà chủ yếu Đúng đó mệt. là cái benefits của những người mà thân nhân của nó ở những cái vùng à, ở những cái quê nhà của nó đó là mong những cái đứa trẻ đó qua đây đó thứ nhất là à, được xin tị nạn dễ dàng thủ tục nhanh gọn hơn so với người lớn yeah. à, cái thứ hai nữa của quan trọng hơn nữa đó là cái tương lai của nó tại nó qua đây nó được đi học đúng rồi được đi được đi học được đi học, yeah, được đi học. Yeah. rồi rồi mà mà được uh, hệ thống an sinh xã hội rồi coi như là miễn phí phải không ví dụ như là về uh, food stem rồi về những cái quyền lợi đi học đồ này kia thôi nhà không có nghĩ là nó được food stamp đâu tại vì ờ, tại có thân nhân có giấy tờ nó không có giấy tờ yeah. ờ, và có thân nhân như nhưng vậy mà, là nhưng mà nếu mà ở Los Angeles thì nó có nhiều chương trình để giúp những người không có giấy tờ ừ. bởi vậy cho nên cái nói chung nói chung là không sợ phải chết đói nha yeah. à, không sợ phải không có nhà ở không sợ đói và lại hưởng được cái hệ thống giáo dục đúng rồi với lại bởi vì chương trình ở bên mỹ ở bên LA này thì cái chương trình mà cho ăn lunch free ấy, thì ừ. nó rất là mạnh ừ. nếu mà không có đi học thì không có ăn ừ. nhưng mà tuổi đó thì được nhiên là được đến trường rồi phải đúng không rồi, mặc đi dù đến ra. mặc mặc dù là tuổi nó không có legal status tức là về vấn đề giấy tờ không có hợp pháp nhưng mà vẫn được đi đến trường mà đến trường thì đến đến trường thì, ăn thì, ăn thì ăn không cần lo về chuyện ăn nữa ừ. vâng à, Thanh Mai tạm dừng vài phút và sẽ trở lại nhanh chóng với luật sư Tha Nha để tiếp tục vào một cái đề tài nóng hổi và À, rất là nhiều ý kiến à, trái chiều à, yes or no ủng hộ và chống đối à, với cái làn sóng tị nạn như thế này xin quý vị vẫn giữ màn hình chúng tôi sẽ trở lại